Việt Nam là nước đầu tiên xây dựng thành công chính sách dịch vụ môi trường rừng và đang thực hiện các bước của chương trình REDD cộng. Bình đẳng giới được đề cập đến trong các luật, bao gồm chương trình REDD cộng quốc gia, luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2014. Hiến pháp của Việt Nam nhấn mạnh đến nguyên tắc bình đẳng giới và đặc biệt nghiêm cấm các vi phạm các quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Lâm nghiệp Quốc tế CIFOR, phụ nữ chỉ chiếm 10 đến 12% số đăng ký chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp và thường có nhận thức hạn chế về quyền tiếp cận đất đai và thực hành tập quán truyền thống. Mặc dù có tầm nhìn và cam kết về chính trị, việc lồng ghép giới vào REDD cộng và chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam vẫn chưa thành công và vẫn là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách. Chị em là người sống nhiều với rừng, là người đầu tiên, nhiều khi là người đầu tiên phát hiện cái sự thay đổi ở rừng, chứ không phải là anh em. Bởi vì sống với rừng, làm ở rừng, kiếm củi, hái măng, làm ruộng, làm nương, làm rẫy, là chị em là nhiều, anh em thì có mùa, có vụ thôi. Là chính vì vậy nên chúng tôi thấy là chị em là lực lượng rất quan trọng. Trong công tác bảo vệ rừng và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, nữ giới được coi là lực lượng quan trọng, nhưng nữ giới vẫn chỉ được đánh giá với vai trò phụ. Việc đi rừng là công việc nhẹ nhàng và tham gia cùng với nam giới bảo vệ rừng. Như vợ anh cũng lâu lâu cũng lên rừng để kiếm cái măng để mà về tháng về thì chỉ có cải thiện ở trong gia đình. Vì phụ nữ thì cũng cùng tham gia với lại chủ hộ trong cái việc mà quản lý bảo vệ rừng. Chúng tôi thấy là những cái cộng đồng mà sống phụ thuộc vào rừng ấy, và đặc biệt là dân tộc phụ nữ, dân tộc thiểu số là những cái cộng đồng mà người ta sống trực tiếp ở trên rừng. Tức là cuộc sống của họ nó có một cái mối liên kết cực kỳ chặt với rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Họ là những cái người rất là dũng cảm trong cái việc họ phát hiện ra những cái vụ mà phá hoại rừng. Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế đã cho thấy, thực tế, phụ nữ khi tham gia vào các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng và REDD cộng, họ ý thức được rất rõ ràng, đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Họ được tiếp cận với mạng lưới xã hội như hội phụ nữ, hội nông dân để có được các khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng vai trò lãnh đạo của phụ nữ thì thiếu và ít được ghi nhận là có vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong các chính sách lâm nghiệp. Chia sẻ lợi ích từ các chương trình thì vấn đề bình đẳng giới cũng có sự khác biệt. Trong khi nam giới thích thanh toán bằng tiền mặt của chi trả dịch vụ môi trường rừng và REDD cộng, phụ nữ thích các khoản thanh toán bằng hiện vật như gạo và cây con, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo về quản lý tài chính và tiếp cận thị trường. Vai trò phụ nữ trong quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng và REDD cộng chưa được phát huy hiệu quả. Trong các cuộc thảo luận, họ luôn là những người yếu thế và cố gắng bảo vệ bình đẳng giới. Mặc dù vậy, khi được phân công việc làm, nữ giới thường luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ là cái yêu cầu của công việc đặt ra thì đối với phụ nữ chúng tôi cũng vẫn hoàn thành tốt. Hoàn thành tốt công việc của mình, thế nhưng nữ giới vẫn chỉ được coi là vị trí thứ hai khi mà còn rất nhiều vấn đề vướng mắc về thể chế chính sách pháp lý. Cho đến bây giờ thì chúng tôi nhìn thấy cái điều đấy, nhưng thực ra thì bản thân họ thì khi họ lại không nhìn ra. Lý do là chúng ta thiếu những cái chính sách hoặc những cái gọi là thừa nhận họ một cách thực tiễn là như thế, và điều đấy tôi nghĩ là cũng chưa công bằng. Theo báo cáo, phụ nữ tham gia quá trình ra quyết định REDD cộng ở Việt Nam của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế cho thấy, cần đảm bảo lợi ích, mang tiếng nói của phụ nữ và quyền lợi của nữ giới trong dịch vụ môi trường rừng và thực hiện REDD cộng được nâng cao. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận đúng vai trò của bình đẳng giới trong việc bảo vệ rừng và phát triển rừng. Ai làm việc gì thì nếu mà đúng sở trường và phát huy tốt nhất cái thế mạnh của họ thì chúng ta tạo điều kiện để cho họ làm tốt hơn. Đấy là bình đẳng, chứ không có nghĩa là anh vào rừng chặt gỗ thì chị cũng phải đi theo anh làm đúng việc như vậy. Hay là chị nấu ăn thì anh cũng phải nấu ăn. Đấy không phải là bình đẳng khiên cữ như vậy, mà bình đẳng có nghĩa là phát huy tốt nhất cái thế mạnh và sở trường của người ta để người ta làm tốt nhất cái việc mình làm tốt hơn người khác.
thì đấy là bình đẳng. Bình đẳng giới trong thực hiện chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng và REDD cộng cần được cải thiện để nữ giới có điều kiện tham gia và thực hiện chính sách tốt hơn. Từ cấp trung ương đến cấp địa phương, việc tăng số lượng phụ nữ đại diện cho vai trò lãnh đạo và ban quản lý là một sự khởi đầu tốt, nhưng cần có chính sách và biện pháp cũng như cơ chế khuyến khích bên trong các tổ chức để khuyến khích sự tham gia thực sự của phụ nữ. Bên cạnh đó, chúng ta cần xem xét các sở thích và quyền lợi của phụ nữ trong việc tham gia vào chi trả dịch vụ môi trường rừng và REDD cộng, cơ chế chia sẻ cơ bản phù hợp, tiếp cận thông tin và nguồn lực và cấu trúc quản trị. Để giải quyết những ưu tiên và lợi ích, chúng ta cần tăng cường khả năng sẵn sàng cho chị em phụ nữ trong việc cung cấp dịch vụ môi trường rừng.